Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hôm nay Olify rất vui khi đến với chương trình ngày hôm nay, và tôi Hoàng Giang vocal, tôi Đại Kiên guitar, tôi Lý Long drummer, tôi Thanh Tùng bass, vocal Hà Hùng. Thực sự bây giờ thì band đang muốn được ra ngay sân khấu để cùng lan tỏa mọi người và được bùng nổ hết mình, được cháy hết mình với tất cả khán giả và tất cả mọi người đang có mặt sân khấu. Hôm nay là một bài hát của band, mà bài hát này là một điều rất đặc biệt. Khi biết band được vào đến vòng ghi hình này thì đó là một người anh rất thân của band, nhạc sĩ Phạm Bảo Nam, đã viết tặng riêng cho band để tham gia cuộc thi này. Đó là ca khúc Mẹ Anh Rất Thích Em. Thực ra thì cũng rất là sao động vì các ban nhạc trước thì làm rất là tốt và thi rất là hay. Và thực sự Olify đã đến ngày hôm nay đã rất là hạnh phúc rồi. Và bây giờ chỉ còn đúng một tâm niệm, đó là cháy hết mình trên sân khấu. Rất là thích cả bốn huấn luyện viên, nhưng mà mọi người thích ai? Riêng mình thì mình thích nhất là giám khảo Đức Trí. Vì em rất thích phong cách cũng như là bộ tóc của anh ấy. 1, 2, 3. Đẹp trai như Olify. Chợt nhận ra chúng ta yêu nhau đã từ đậm sâu, và giờ đây anh muốn em nắm tay anh thật chặt, rồi nàng hãy đi cùng anh về với ngôi nhà xinh. Hai chúng ta gặp mẹ anh nhé. Em ngại ngần chi, cứ giản đơn như là em mỗi khi, không cần điều trang, bởi vì em luôn rạng rỡ nhất. Và điều khiến cho mẹ khen là ở tâm hồn em có biết thương. Hey. Vẫn thường hay kể mẹ nghe những điều anh suy nghĩ. Ba mẹ cũng thấy nhiều đổi thay kể từ khi em đồng ý yêu anh, và anh cũng thấy anh trưởng thành hơn lúc xưa. Mắt mẹ chợt rưng rưng, không cần ngày đâu, bởi vì em là điều quý giá nhất. Hãy nhận lời anh về làm dâu ba mẹ, vì mẹ anh thích em vô cùng, và ba thích cách em quan tâm đến anh. Cả nhà ngóng trông em mỗi ngày. Anh luôn tìm thấy những niềm vui khi ở gần bên em. Em có nhận ra niềm hạnh phúc sâu thẳm trong tim anh? Về với anh đi nào, đừng lắng lo, bởi vì em biết không. Anh vẫn thường hay kể mẹ nghe những điều anh suy nghĩ. Ba mẹ cũng thấy nhiều đổi thay kể từ khi em đồng ý yêu anh, và anh cũng thấy em trưởng thành hơn lúc xưa. Mắt mẹ chợt rưng rưng, ghét cái bức tường lạnh lùng này. Tôi rất thích ban nhạc này bởi vì cái tên rất hay, đặc biệt là cái tên bài hát và nội dung bài hát rất tuyệt vời. Nhưng tôi thật tiếc là đã không huấn luyện viên nào chọn, và nếu là tôi thì tôi cũng đầy băn khoăn bởi vì hình như tôi không nghe rõ lời. Anh Tường lạnh lùng ấy, anh mở hộ em. Các bạn có tiếc không? Dạ rất là tiếc. Các bạn gặp nhau lâu chưa? Tính đến tháng 11 này là được 2 năm. Trời ơi, 2 năm trời. Tôi nghĩ là hôm nay phần trình diễn của các bạn chưa tốt. Vẫn còn chênh phô khá là nhiều, mặc dù các bạn rất là say sưa. Nhưng mà cái việc say sưa nó cũng không che lấp được cái phần chuyên môn, nó cũng chưa được tốt lắm. Nên là tôi tin rằng hôm nay chưa phải là ngày của các bạn. Hẹn gặp các bạn một lần khác. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị Mỹ Linh. Điều đó có nghĩa là Olify Band, các bạn đã bị loại. Cảm ơn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vượt tường của nhóm tiếp theo. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.